Sở Đồ Gỗ Tùng Tám xin kính chào khách nhé. Hiện tại đang là buổi chiều ngày 9 tháng 11 năm 2019. Thì trên màn hình quý vị đây, chúng tôi xin giới thiệu một bộ sập thờ bằng chất liệu là gỗ Mita, 100% chất liệu gỗ Mita, có kích thước là chân 14, bề ngang 1m97, cao 1m17 và sâu 107, đi kèm là một chiếc bàn cơ. Bộ sập thờ chúng tôi hoàn thiện theo đơn đặt hàng của khách hàng ở tại Xuân Viên, Xuân Sơn, Phú Thọ. Đây là tổng thể của bộ sản phẩm đây. Thì đi vào đường nét chi tiết hơn thì tôi xin giới thiệu đến quý vị là chiếc bộ sập thờ này thì được đục chạm theo mẫu là mẫu mai điểu. Đó, có nghĩa là có chim điểu và hoa mai. Ở giữa là có rơi ngậm chữ thọ. Phần trên cổ này có dòng trầu cuốn thư, dòng hóa rồi, dòng hóa tứ linh. Chân là chân cây, theo mẫu chân cây, tuy nhiên là mẫu sập này có kích thước chân nhỏ hơn là chân 16. Thì bộ sản phẩm này phù hợp với những khách hàng có túi tiền bình dân, nó rất là vừa phải và hợp lý với đa số là khách hàng. Kèm theo là có một chiếc bàn cơm nhé. Chiếc bàn cơm này thì quý vị có thể để được hai mâm cỗ rất thoải mái. Khi không sử dụng thì ta có thể đẩy gọn vào phía bên trong được, rất gọn. Đó, thì quay lại một lần nữa tổng thể chiếc sập thờ để quý vị xem. Đây là bên một góc máy khác, chiều nghiêng của sập thờ. Toàn bộ là đều được sử dụng 100% là chất liệu gỗ Mita. Và tổng thể quý vị thể hình dung được bao quát tổng thể bộ sập thờ. Mọi người có nhu cầu thì có thể liên hệ tới xưởng ở Đồ Gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 50816 nhé. Cơ sở có địa chỉ tại Quan Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Và tôi sẽ để hình ảnh chi tiết bộ sản phẩm này dưới phần link mô tả video, dẫn tới website đồgỗtùng8.com để mọi người để xem được chi tiết hơn sản phẩm. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những cái video clip khác. Mọi người hãy bấm like và đăng ký kênh để theo dõi những cái sản phẩm mới nhất của chúng tôi.